Đây, hôm nay hàng hot để cho các bác đây. Em tiếp tục ở khui đôi loa BMW kép. Con này là dòng đầu 6 cho các bác ạ. Nhưng đây vẫn tem em cố để nhé, để bọc đi cho các bác cho nó đẹp đấy. Này. Để bọc đi cho các bác nó đẹp. Còn lật không muốn lật nhiều, lót đây này. Nó lót theo như thế thì cứ để thế cho nó bọc cho nó kín, vì hàng này là hàng chơi rồi cao cấp nên là em không muốn lột nó ra, cứ để cho đẹp nhé các bác nhé. Các mặt này đều bọc hết, đều đẹp hết ạ. Đều bọc hết. Giờ chỉ bọc ở đây, bên trong nó là màu gỗ này. Còn đẹp lắm ạ, được chưa? Đây là đôi loa BMW kép DM602S3. Các bác chú ý nhé, đầu 6602S3 chứ không phải là dòng trơn nhé. Đôi loa này có công suất là, tổng đôi loa này công suất là 240W. Hàng made in England. Hàng made in England, được chưa? Đấy, made in England. Đây em có khui ra đây cho các bác rồi. Đấy. Và con này là seri liền kề, có chú hiệu em này 622. Còn bên đây là 621 7622. Đây bác nhìn nhá. 0147621. 0147622. Hàng made in England. Đối với dòng này thì các bác có những căn phòng vừa phải, đặc biệt là chung cư. Đặc biệt là chung cư hoặc những căn phòng nó tầm khoảng độ 30-40 m² đổ lại đây, 30-40 m² đổ lại. Những đôi loa này nó phải nói là độ sang trọng và độ gọn gàng cực kỳ hay. Đối với dòng loa BMW kép này thì không phải gọi quảng cáo là nó có hay không hay nữa bác nhé. Đấy. Màu vân gỗ cực kỳ đẹp luôn ạ. Màu vân gỗ cực kỳ đẹp. Đặc biệt là cái chiều cao của nó nhé. Đôi 1 này, 2. Cái chiều cao của con này nó tầm chỉ 46 đến 48 cm chiều cao. Chiều sâu cả e căng nó tầm 30. Và chiều ngang của thùng nó tầm 22, chiều ngang 22. 22 23 đấy. Về thiết kế phía trước được thiết kế với lại một con loa có kích thước hết hết gân này, hết 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 khung của nó là 20. Con màng này thì có bác thì gọi là màng carbon, bác thì lại gọi là màng kevan. Đấy. Đấy, đấy. Đấy, bác thì gọi màng đấy. Còn màng này thì còn đẹp và zin nguyên, tất cả hàng bao đẹp hết cho bác nhé. Đây, trên loa đây. Và các bác, loa còn đẹp lắm ạ. Này, còn từ cái lớp nỉ xốp xung quanh tép luôn, còn nguyên luôn. Được chưa ạ? Đấy. Đây, đặc biệt là con này được thiết kế lỗ thông hơi phía trước, lỗ thông hơi phía trước. Nhưng các bác có thể đặt lên kệ, lên tủ, window cũng được, đặt sát vào trong. Không phải tiến ra, đấy. Cái đặc biệt là như vậy. Đấy, đây là về cái hình thức phía trước, trước, trong và trước, sau và trên, dưới thì em đã quay rồi cho các bác rồi. Trên thì đây. Trên đây thì các bác ạ, trên này thì màu gỗ rất là đẹp rồi. Và có dập logo đây. Của hãng. Đấy là xong về hình thức trước, trên và sau. Sau đây em sẽ cho các bác đây, cái đôi này thì cũng đẹp như vậy thôi. Em sẽ đưa các bác vào với lại phần nội thất bên trong. Bên trong của đôi loa này. Thì đối với lại đôi loa của đôi này, bên trong đôi loa này thì đây, về mặt trước thì báo cáo các bác là hàng thì phải nói luôn là đẹp như mới luôn, như mới luôn ạ, hàng bãi như mới. Những đôi loa đầu 6 này, con này là nó thiết kế quá gọn luôn các bác nhé. Hàng phải nói là như mới luôn đấy ạ. Đây này, các bác nhìn này. Con tép nó, em không biết là thiết kế con tép kiểu gì này. Này, các bác nhìn thấy chưa? Thích chưa? Biết đi đang lần luôn nhé. Ngót luôn. Đấy. Đây là về con tép của nó. Con tép chiều sâu vào đây. Đấy, em quay ra, tôi bóc. Đây là phía lưng của cái nam châm của con tép nhé. Chưa? Lưng nam châm của con tép, em không muốn tháo ra. Vì để cái độ zin cho các bác luôn. Để lưng con tép. Còn về phân tần đấy ạ. Về phân tần đấy các bác ơi. Về phân tần của em nó đấy ạ. Đấy. Về phân tần của em nó thì có ghi model BMW kép này, 1R57W. Những cái này thì các bác chuyên môn các bác biết hộ em nhé. Hai tụ đấy. Hai tụ và ở trên main của nó thì có dập logo thương hiệu của hãng rồi. Ok chưa? Thì đấy là về bên trong phân tần.
Với bông thì em đã lột hết từ bông bớt ra đây rồi. Về đây sau đây đến lượt là củ loa. Đây củ loa của bên mà với kép đấy. Đây là củ của loa. Củ của loa. Đây là tem theo của hãng. Con này là củ loa của BMW kép, có series hết nhé. Trở kháng của con này là 4 ohm, hàng made in England. Made in England. Được chưa? Và đặc biệt là cái dòng này nó làm côn hở như này thì rất là mát, rất là mát các bác nhé. Này, các bác nhìn này. Côn hở dài rất là mát, em quay thẳng ra sáng cho các bác nhìn cho thích cho nó rõ. Đấy, chứ không nó cũng úp mờ mờ làm gì. Nó nhìn chưa? Nó soi em đi. Đẹp như mới luôn ạ. Được chưa? Khung này được đúc bằng gang hay cái gì đây? Tất cả khung này đều được đúc bằng gang hết. Tất cả khung đều được đúc bằng gang nhé, chắc chắn luôn. Đấy. Màng con này cũng đẹp luôn ạ, lung linh luôn ạ. Màng đẹp lung linh luôn ạ. Ở những đôi loa này thì bà có bác là nghe các loại nhạc luôn, đặc biệt là những dòng nhạc nhẹ nhàng, nhạc đồng quê hoặc nghe dòng nhạc high end. Và các những đôi loa như này thì bác ghép với lại âm ly Rothel cho em nhé. Âm ly Rothel là hay nhất, Rothel hoặc là một số dòng âm ly của Anh Quốc, âm ly của Anh Quốc, được chưa? Những đôi loa này thì không có lý do gì mà không hay đấy, không hay đấy. Bao zin bao chất cho các bác luôn đây, được chưa? Mức giá của đôi loa này, đôi loa này có mức giá, báo cáo các bác là giá thì nó nhiều lắm. Nhưng đối với những đôi loa này đẹp như thế này, con này đang có mức giá, em đã ghi giá đây rồi, là nó là 13.900.000, 13.900.000. Những cái này em không muốn bóc nữa, để em muốn là để nguyên như này thì các bác là mua em đóng thùng nguyên như thế để tránh nó bị xây sát. Vì tất cả những đôi loa như này đều được bọc mặt trước này, mặt trên này, đây bọc hết kể cả đáy đây, đáy này bọc. Và cái đáy của con loa này này đang đứng đây này, em cho nốt xuống cho các bác nhé. Đây cũng được bọc hết. Bọc để tránh xước sát đấy, tránh bị xước, chảy xước. Đấy, thế này không muốn mở để nguyên. Đấy các bạn. Độ đẹp thì khỏi phải nói rồi. Ở những căn phòng chung cư hoặc những căn phòng nó tầm 4, 3, 40 mét vuông đổ lại, phòng khách, các bạn chỉ cần một đôi loa này thôi. Không cần những đôi nào to quá làm gì. Dòng này là nghe cho các bác đáp ứng nghe nhạc cho các bác thì phải nói luôn là chấm hết. Đối với dòng loa này, nghe nhạc high end, đồng quê, rồi bolero, cổ điển, tóm lại là em nó yêu được nhiều loại nhạc lắm. Chất bass thì mềm mại, không nói rồi. Các bác chú ý hộ em nhé, đánh Rothel là hay, khá là hay luôn, dòng này lên Rothel. Đấy. Còn con này, đấy. Còn sau đây, hôm trước có bác em để ra đây cho anh đấy, em để đây, để ra đây, em quay luôn. Đấy là đối với Rothel. Còn hôm trước có bác nào có hỏi cái dòng loa bát 40 để cho làm sân khấu sự kiện thì đây ạ. Để một con úp cho anh, một con úp một con ngửa. Đây là dòng loa bát 40 làm sân khấu sự kiện úp lại. Ủa, nó nặng lắm, anh không lật được, một tay không thể lật được con này. Phải hai người. Con này lật thế nào được. Úp lại để đấy, để cho đấy. Chứ không úp được. Đây là dòng bát đuôi, đây lấy cái tem dán cho anh. Đấy đây. Một đôi bát như thế này, báo cáo các bác là tất cả các bác có mua loa, mua thế nào, loa gì thì loa, quan trọng nhất là cái củ loa đã, chưa nói thôi. Một đôi củ loa này có mức giá là 7.900.000. 7.900.000 ạ. 7.900.000 là mức giá thấp nhất cho các bác nhé. 7.900.000 mức giá thấp nhất cho các bác rồi. Còn bác nào đã xác định mặc cả với em thì thông cảm. Em đã báo khai giá rồi thì không có mức giá thấp hơn. Con này bát 40. Con này cho các bác làm sự kiện sân khấu mà những đôi loa như thế này bắt buộc bác phải có con đầy khủng luôn. Dòng này dòng loa toàn của Italia thôi. Hàng khủng luôn đấy ạ. Đấy. Chưa? Con này 7.900.000 một đôi này. Đấy là mức giá thấp nhất cho các bác. Các bác cứ tham khảo đi. Các bác mua đôi loa tàu đều đều bây giờ. Nói thật luôn là loa tàu đều. Cái loại bát 40 này mua loa tàu đều thì các bác phải có 4 triệu rồi. 3-4 triệu rồi. Chứ không có chuyện rẻ hơn. Mà 7.900.000 đôi này thì các bác còn hỏi gì nữa. Đấy, 7.900.000 đấy. Đấy là mức giá thấp nhất. Đây, em ra để giá 7.900.000 rồi. Còn đây. Đấy, thế bác một tay xách của méo cả mồm. Đây ạ. Thương hiệu hãng của nó đây ạ. Western cái gì này. Tóm lại không đọc được.
Đây. Từ nam châm nó 20, đường kính 20 luôn. Tất cả khung gang hết. Con này thì không thể đỡ được một tay. Chỉ có xách lên này, xách một tay. Tất cả dâu đều có dây bảo vệ hết. Nó có một lượt dây cuốn bọc ngoài thôi. Hàng bao zin bao xịn các bác nhé. Mức giá 7,9 triệu. Được chưa? 7,9 triệu một đôi này. Các bác ví dụ làm sự kiện, cái chuyện loa rè loa cháy là chuyện bình thường. Đừng có vứt cái phụ tùng vi phí. Thùng nó ví. Rước những con bát 40 này về chỉ cần thay vào thôi. Con này thì các bác làm sự kiện sân khấu ngoài trời thì khỏi phải chê. Không thể con nào, không có con nào địch tính dòng này đâu. Dám khẳng định luôn. Không con nào lại được con này đâu. Đấy. Đôi bát này bát 40 đấy. Làm sự kiện sân khấu ngoài trời. Mức giá 7,9 triệu là mức giá thấp nhất. Bác mua đôi loa tàu bát 40 bây giờ nó phải có 4 triệu rồi. 4-5 triệu. Chứ đừng nói là hàng xịn này. Chào các bác nhé. À đây, quên mất chưa để các bác đọc đây. Cái model của nó đây. Davidson này, các bác nhìn thấy chưa? Davidson đây. Nó Davidson này. Tên đây, logo thương hiệu nó đây. Và model của nó PDI 153001. Hàng bao chất cho các bác luôn. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Cảm ơn.